Con xin chào cô và các bạn, con là Phạm Đức Minh, đang sống tại Hà Nội và học trường Cao Bá Quát. Và hôm nay con xin thuyết trình bài tờ lái tàu vũ trụ của con. Hiện tại thì con đã làm được thiên thạch rơi ngang và rơi thẳng. Thì trong quá trình lúc con làm thì con cũng gặp một số vấn đề lỗi, như là không không thể cái di chuyển này nó không thể di chuyển được, hoặc là cái thiên thạch nó không bay thẳng được một đường mà nó lại đi thà nó lại bay loạn xạ. Thì con lúc đấy con cũng đã hỏi cô và đã được giải quyết rồi ạ. Rồi, ngoài ra mình còn chia sẻ thêm là mình muốn thêm cái gì vào trong bài nữa không Đức Minh? Dạ con có. Con thì con tính là con sẽ cho cái tàu vũ trụ này nó sẽ không bị bay ra ngoài nữa cô ạ. Con nhưng mà con vẫn chưa có đủ thời gian, với cả con vẫn chưa có đủ kiến thức để con có thể làm được cái đấy. Với cả lại là con muốn khi cái thiên thạch mình chạm vào cái tàu vũ trụ thì nó sẽ bị nó không được chơi nữa, mà nó sẽ ngừng ngừng chơi và lúc đấy sẽ được tính điểm. Thấy rất là nhiều ý tưởng hay đấy. Nhưng mà có một cái nhá, khi mà cô nhìn đến bảng theo dõi, cô xem file ấy, là cô không thấy Đức Minh nộp bài tập về nhà. Với lại cô cũng không thấy code của mình. Bởi vì thực tế nhá, trước khi cô vào dạy thay các bạn ấy, là cô rất muốn xem bài của các bạn để cô biết được là cái lớp cô sẽ dạy này các bạn đã làm đến tiến độ như thế nào rồi. Nhưng mà thật sự là cô không tìm thấy nhiều bài của bạn, mà trong khi đó Đức Minh chia sẻ bài xong là cô thấy con còn tập tập hợp được tất cả những cái phần chức năng sáng tạo từ bài của bạn Ngọc hơn là bạn mà Hoài My luôn. Đó. Thì những cái này tại sao mình lại không copy code luôn lên trên file à? Để cho cô cũng như là cô Hiền có thể xem được đúng không? Thế nhá, cô gửi lại cho Minh cái phần ở cái này nó lại không 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 ấy à. Hoặc là mình có thể lên lên cái phần 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 nộp bài của em đi, em copy bài của em vào. Rồi Được hay như này, hay như này mà không chia sẻ cho thầy cô xem rồi. nhá. Vâng. Rồi làm rất là tốt đấy, kể cả cái phần ý tưởng của em ấy, cô thấy em rất là nhiều ý tưởng. Những ý tưởng này là những ý tưởng mà nó không phổ thông, nó rất hay. Và tất nhiên bất kỳ một ý tưởng hay nào thì chúng ta cũng sẽ cần phải có thời gian và cần phải bỏ công sức vào để chúng ta có thể hoàn thiện nhá. Cô gửi lại cho Minh cái phần đường link ấy, Minh copy vào đấy. Xong rồi nếu mà không không dán được phần bài tập thì để đấy cô dán hộ cho nhá. Rồi bài hay như này mà không 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 nộp bài để cho các thầy cô xem, rồi hay quá. Thế bây giờ những cái phần mà em chia sẻ thì cô nghĩ là không chỉ bây giờ là buổi hôm nay là chia sẻ với cô, mà em có thể viết luôn vào trong cái phần nộp bài của em là đấy, ý tưởng của em là như thế này. Thì để khi mà cô Hiền cô đọc ấy, cô xem bài ấy, cô sẽ biết là à bạn ấy có ý tưởng như này, thì cô sẽ tính đến những cái phương án cô hỗ trợ các em đúng không? Mình phải nói cho các cô biết là mình muốn thế nào, thì đến lúc cô sẽ chủ động, có khi là các cô chủ động các cô chia sẻ cho em những cái cách làm luôn, mình không phải đi tìm nhá. Rồi cảm ơn phần trình bày của Đức Minh rất là hay đấy. Cảm ơn cô. Rồi sau bạn Đức Minh